Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DKI Brow & Beauty ạ. Và ngày hôm nay thì chuyên gia của chúng tôi vừa thực hiện xong một ca headshot dành cho lông mày cho chị Hà. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Dạ, em chào chị Hà. Chị có thể giới qua về bản thân cho mọi người đang theo dõi trên video không ạ? Chị tên là Hoàng Thu Hà, sinh năm 1991, chị đang làm việc ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Vậy ngày hôm nay thì theo như em được biết là chị Hà vừa trải nghiệm xong cái dịch vụ headshot tại DK. Vậy chị Hà có thể chia sẻ một vài cái tình trạng lông mày cũ của chị trước khi được làm lông mày mới được không ạ? Từ trước đến giờ trước thì chị cũng làm một lần một lông mày, lần làm điêu khắc sao. Nhưng mà làm được khoảng 1-2 tháng thì nó lại mờ hẳn, xong rồi phía sau nó bị đỏ lên. Nên là phía sau nó cứ đỏ cái đuôi này. Là sau đấy chị không muốn làm nữa. Dạ. Hôm nay là được mà bạn chị giới thiệu đến đây để dạ. làm. Vâng. Cái nguyên nhân và cái gốc mực của mình nó bị đỏ ấy là do là trong cái thành phần của mực bị chứa chì hoặc là chứa nhiều tạp chất cho nên là nó bị đỏ chị ạ. Vâng. Và ngày hôm nay thì theo như em được biết thì chị Hà đã hút cái lông mày cũ đi mà làm lông mày mới luôn. Đúng. Thì trong quá trình hút thì chị thấy như thế nào ạ? Chị thấy không đau. Chị sợ nhất là đau nhưng mà nay làm thì không thấy đau. Vâng. Và điều đặc biệt là cái vùng da lông mày của chị Hà không hề bị ảnh hưởng và không bị cháy lông mày đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Và bây giờ thì xin mời ông kính quay sát hơn một chút nữa để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được cặp lông mày mới của chị Hà nhé. Với cái tình trạng lông mày cũ của chị Hà thì phần đầu lông mày và phần đuôi lông mày bị hụt nhiều này. Ngoài ra thì phần đuôi bị trổ đỏ. Nhưng mà sau khi mà thực hiện laser Cellular Picomax thì chuyên gia của chúng tôi đã hút sạch được khử sạch được mực đỏ cho chị Hà rồi. Đó, và Master One Minh Vương của chúng tôi thì đã thực hiện Handshock là một cái công nghệ mới tại DK và cũng như là công nghệ mới toàn cầu. Với cái công nghệ này thì với cái cách xếp sợi siêu thực siêu tự nhiên thì tất cả những cái nhược điểm lông mày cũ của chị Hà đã được khắc phục hoàn toàn rồi và thay vào đó là bây giờ là một cặp lông mày hoàn toàn mới và rất là tự nhiên. Thì chị Hà, không biết là chị đã được ngắm nhìn cặp lông mày mới của chị chưa? Chị chưa. À vâng, bây giờ em mời chị có thể xem cặp lông mày mới của mình để có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình khi mà đã có cái lông mày mới thì nó như thế nào ạ? Lần trước chị bị đỏ đây này, mà hôm nay nó che được hết rồi. Tại vì bên này của chị có một cái sẹo cho nên là nó làm. Nhưng mà hôm nay thì không nhìn thấy nữa. Sẹo nhìn nó mà rất là đều. Chị thấy dáng mày như thế nào ạ? Dáng mày rất là ôm, chị rất thích cái kiểu như này, cong cong một chút. Chị rất là hài lòng. Cảm ơn chị. Vậy thì sau khi mà trải nghiệm xong combo hai dịch vụ tại DK thì chị có điều gì có nhận xét gì hay là chị muốn có gì gửi gắm đến đội ngũ của DK không? Chị rất cảm ơn đội ngũ DK đã làm chị một cặp lông mày. Chị rất là ưng và chúc cho DK càng ngày càng lớn mạnh hơn. Dạ, được vâng. Nhiều người biết đến hơn. Dạ vâng, thay mặt đội ngũ DK cảm ơn chị rất là nhiều. Và nếu như mà các khách hàng yêu quý cũng muốn sở hữu những cặp lông mày như này và nhất là những chị em có những lông mày bị hỏng này, bị lỗi hay là bị trổ đỏ thì có thể gửi trực tiếp cái tình trạng của mình thì đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ tư vấn cho tất cả các chị em chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình tại DK nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.